Tập 34. Quá nguy hiểm. Đúng vậy, sau này con hành sự con nhớ phải cẩn thận hơn nữa ha. Dạ. Con không thể ngờ Chu Bảo lại to gan như vậy. Nếu không phải hắn đánh Tuần Kiểm đó thành phế nhân, người ta đâu có kiện đâu. Ê, con nói Hoàng thượng bệ hạ, có khả năng sẽ băng hà, có lẽ vài ngày nữa thôi. Con thấy cho dù có chuyển biến cũng chưa chắc tốt đẹp gì. Lương Nhi à, nếu như Hoàng thượng băng hà, chuyện này cũng không ai nhắc tới đâu. Đại bá cũng nghĩ như vậy hả? Lịch sử không có hoàng thượng nào nghiêm khắc đối với quan viên như vậy. Thật sự nghiêm khắc đó cũng không thể kéo dài được. Nước trong quá không có cá, làm cho các quan viên không thể thu được lợi thì còn ai dám bán mạng cho triều đình chứ? Đại bá nói rất đúng. Nếu như Hoàng Thái Tôn kế vị, tất cả sẽ được nới lỏng hơn. Nhưng mà cho tới lúc đó, phò mã như con đây e cũng là không được trọng dụng như ngày hôm nay. Đúng vậy. Nói tới nói lui vẫn là lúc đầu đi bước đó không tốt, không nên làm phò mã này. Nhưng mà ngựa tốt không ăn cỏ lạ, cứ nhìn phía trước ha. Nhớ là con đó, nhớ phải thân thiết với Hoàng Thái Tôn một chút hả? Có lẽ sau này hắn có thể cho con một thực chức. Hy vọng là như vậy đi. Mẹ, chuyện gì vậy? Cũng không có chuyện lớn gì hết. Hai người đang bàn chuyện lớn, mẹ đây chỉ là chút chuyện nhỏ thôi. Dạ. Mẹ nói con nghe nè. Con nói con đã thành gia một thời gian dài vậy rồi, tới bây giờ mẹ cũng chưa nhìn thấy cháu chắc. Mẹ thấy con cũng đã lớn tuổi rồi, nên có đi. Cho tới khi nào mẹ mới có thể ẵm cháu đây? Trời ơi, mẹ ơi. Nhanh lắm, nhanh lắm. Cầm lấy. Phò mã đại nhân tới. Được được. Xin mời phò mã đại nhân. Mời phò mã.
Phò mã đại nhân đêm khuya tới thầm, không biết có chuyện gì hay không? À, không có gì. À, chỉ là đi ngang nhớ lại trước đây được đọc một tác phẩm của đại nhân. Ờ? Vận dụng từ ngữ hết sức cao siêu. Đại nhân có thể chỉ giáo một chút hay không? À, không dám đâu, không dám đâu, ngài quá khen rồi. À, còn có một chuyện nhỏ. À, Chu Bảo Gia Nô của bổn phủ mấy ngày trước bị đô sát diện truyền đi, tới giờ vẫn chưa về. Công chúa Điện Hạ hết sức lo lắng, muốn hỏi thử là tại sao. À, vụ án này đang trong thời gian xét xử, hơn nữa ti chức cũng không rõ lắm. Ồ, chỉ là nghe nói hắn đã đánh người nào đó. Ồ. Tổ quan, con là Văn Nhi đây, người có nghe thấy không? Tổ quan, người nghe thấy rồi à? Con là Văn Nhi đây. Điện hả? Cuối cùng tổ quan tỉnh lại rồi, đã qua cơn nguy hiểm. Vậy thì tốt quá. Lần này tổ quan lâm trọng bệnh, một phần là do vụ án của phò mã. Bây giờ bên ngoài đều không biết rõ, Khanh là người biết rõ nhất. À, ti chức hiểu rồi. Cho nên ta đã nghĩ rồi, vụ án phò mã tạm thời không được nói với bất cứ ai, coi như chưa từng xảy ra chuyện này. Tuân lệnh. Án này Khanh cảm thấy nên xử lý thế nào? À, Điện Hạ, dựa vào câu nói bệ hạ hay nói, dương tử phạm pháp đồng tội với thứ dân, không xử lý là không thể được. Nhưng mà vụ án này đã khiến cho bệ hạ bị kích động, liên quan tới sức khỏe của bệ hạ. Di thần hoàn toàn tán thành quyết định của Điện Hạ. Tạm thời cứ để đó đã. Ừ. Âu Dương Luân, có phụ lòng trẫm không? Tổ quan, tôn thần xin người đừng suy nghĩ nhiều nữa, tất cả đã có tôn thần xử lý. Tôn thần đã đích thân dặn dò Hàng Nghi Khả, chuyện này không được để bất cứ ai biết. Việc quan trọng nhất bây giờ là người phải mau tỉnh lại. Tỉnh lại rồi, chuyện gì người cũng được biết. Vậy à, con tự xử lý đi. Tuân chỉ. Đại nhân mời. Đại nhân, ngài làm tiểu nhân nhớ chết vậy được. Có phải ông cho rằng tôi sẽ gặp chuyện hay không? Đâu có, ai có thể gặp chuyện, chứ đại nhân sẽ không gặp chuyện đâu. Người mau quay về bẩm báo. Dạ. Đại nhân mời. Mời.
Đại nhân ngồi đi. Mời đại nhân. Chỗ ở nhỏ này của ông cũng được lắm. Đa tạ đại nhân quá khen. Ngồi đi, ngồi đi. Dạ dạ dạ. Giống đang ở Trích Thí Quyển. Sau này bổn cung cũng sẽ xây một nơi như vậy. Đúng vậy. Đại nhân cứ yên tâm, tất cả cứ để tiểu nhân lo hết. Sau này muốn thấy tiểu xá của tiểu nhân, chỉ cần nói cho tiểu nhân biết trước. Ra đây đi. Xin thỉnh an đại nhân. Ngân Chính là tên thương nhân cùng với Chu Bảo làm ăn buôn bán ở Thiểm Tây. Đúng vậy. Bệ hạ, chuyện này hay là giao cho Hoàng Thái Tôn Điện Hạ xử lý đi. Bắt ngay tên thương nhân đó lại. Tuân lệnh. Danh và thân là nhẹ, thân và hàng là nhiều, đắc và dông là bệnh. Yêu nhiều sẽ tốn nhiều, giấu nhiều sẽ hậu dông. Mở cửa, mở cửa. Mở cửa ra đi. Mở cửa đi. Mở cửa. Nè, ông quân gia, các ngài đang làm gì đó? Đến đây. Quân gia, đến đây. Quân gia không được vào đâu. Tránh ra. Tránh ra. Quân gia không được vào đâu mà. Đi bảo lên. Nè quân gia. Lão gia, xảy ra chuyện gì vậy? Ngươi là Phùng Tri Diễn. Chính là tại hạ. Bắt hắn. Con đã quân gia. Dám hỏi quân gia phụng mệnh lệnh của ai? Phụng ý chỉ của hoàng thượng. Vậy thì không phiền quân gia nữa, tiểu nhân sẽ đi theo quân gia. Lão gia, ngày đó cuối cùng cũng tới rồi. Tổ quan, sao người lại... Sao hôm nay còn tới trễ nửa canh giờ vậy? Tôn thần đã đi dặn dò chuyện thu thuế. Nhưng chuyện giống như vậy, sau này con cứ giao hết cho các đại thần ở dưới họ làm. Việc phê chuẩn tấu chương con không được chậm trễ. Dạ. Tổ quan, hay là người đi nghỉ đi. Lập tức triệu viên thanh sĩ vào cung. Tuân chỉ. Tổ quan, tôn thần không biết ý của người. Hằng gia phối hợp Âu Dương Luân buôn lậu trà mã, đang nhận tội gì? Nếu như trị tội viên thanh sĩ, vậy phò mã Âu Dương Luân thế nào? Chịu tội đồng loạt, mau đi bắt Âu Dương Luân lại. Không phải nói trước mắt nên bỏ qua chuyện này sao? Lúc đó trẫm đang bị bệnh nặng, hơn nữa trẫm cũng sợ con khó xử lý được. Tôn thần đã xử lý ổn thỏa, giờ không còn đáng lo nữa. Còn xử lý thế nào? Tôn thần dặn dò các nơi giữ kín bí mật chuyện này. Con chuẩn bị chọn ngày tới thăm An Khánh công chúa và phò mã Âu Dương Luân, nghiêm khắc giáo huấn, lần sau sẽ không tái phạm. Không dám buôn lậu bất cứ thứ gì nữa. Xử lý vậy sao? Tổ quan, nếu tất cả theo luật mà làm, vậy làm sao đối mặt An Khánh công chúa đây? Vậy con chuẩn bị đối mặt với thần dân thiên hạ thế nào đây? Tổ quan, tội phò mã phạm chính là tội chết đó. Đúng vậy. Giang Nhi, suy đi nghĩ lại, trẫm thấy vẫn không thể bỏ qua chuyện này được. Phò mã buôn lậu có thể bỏ qua, vậy thần dân thiên hạ còn ai khâm phục? Tổ quan, vậy làm sao đối mặt An Khánh công chúa đây? An Khánh công chúa sao có thể mất phò mã được chứ? Vậy thì phải đổi một cái. Đổi một cái?
Ngày mai kêu An Khánh công chúa tới gặp trẫm. Đi hả? Nghe nói phụ hoàng muốn triệu người vào cung. Đúng vậy, bốn cung sắp đi rồi. Có kêu tôi đi cùng người không? Không có, phụ hoàng chỉ nói kêu một mình ta đi thôi. Chuyện gì vậy? Bình tình của phụ hoàng vừa hết, chắc chắn có rất nhiều chuyện muốn nói. Ta phải đi đây, chàng ở nhà đợi ta, không được ra ngoài đó. À, đi hả? Ừ? Nếu như phụ hoàng nói với tôi, người có nói đỡ cho không? Chàng là phò mã của ta, tại sao ta không nói đỡ cho chàng chứ? Vậy thì tốt. Đi hả? Hả? Đi hả? Nhớ về sớm nghe. Được rồi, ta có đi xa đâu mà. Nhưng tôi cũng nhớ người. Tối qua người không được khỏe lắm, cẩn thận kẻo lạnh. Bốn cung biết rồi, chàng cứ yên tâm. Một lát ta sẽ về mà. Phụ hoàng, sau đợt bệnh này người có thêm nhiều tóc bạc rồi. Già rồi. Phụ hoàng sẽ trường sinh bất lão mà. Ai trường sinh bất lão được chứ? Nếu trời có tình, trời cũng già. Sau này phụ hoàng chỉ mong muốn giang sơn đại minh có thể lưu truyền muôn đời. Chuyện đó chắc chắn rồi. Khó đó. Từ xưa tới nay lịch sử các triều nhiều nhất cũng chỉ tồn tại mấy trăm năm. Đại minh sẽ không vậy đâu. Vậy phải xem người làm hoàng đế có biết trị thiên hạ hay không. Con gái à? Ừ? Con và Âu Dương Luân thành hôn bao lâu rồi? Dạ 8 năm rồi. Con thấy hắn là người thế nào? Đại nhân, Phụ mã đại nhân, người đại lý tử tới rồi, kêu ngài ra ngoài tiếp chỉ. Tiếp chỉ? Dạ. Phụng thiên thừa nhận hoàng đế chiêu giết đã điều tra rõ. Đô quý Âu Dương Luân đã phái gia nô Chu Bảo tới Thiểm Tây và Cam Túc để buôn bán lá trà và ngựa, vi phạm hình luật buôn bán trà ngựa do triều đình công bố. Tội rất nghiêm trọng, lập tức bắt Âu Dương Luân về quy án, giao cho đại lý tự thẩm lý. Khâm tử. Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Dẫn đi. Dạ. Đi. Đi. Không cần phải hốt hoảng, đợi công chúa về phủ, kêu người tới đại lý tự để tìm ta. Dạ. Đi. 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 Chàng đối với con càng ngày càng gần gũi,
Phò mã mà phụ hoàng đã chọn cho nữ nhi hơn hẳn các nam nhân khác. Có phải gần đây hắn mới càng ngày càng tốt hơn với con? Đúng vậy, ngày càng tốt hơn. Con không cảm nhận được chút gì hay sao? Cảm nhận cái gì? Sau lưng con hắn chơi đùa với những nữ nhân khác bên ngoài. Phụ hoàng, sao tự nhiên người lại nói chuyện này? Hắn đã gạt con. Cha gạt con chuyện gì? Chu Bảo và Phùng Tri Diễn đã khai nhận hết. Sau lưng con hắn thường đi trăng qua bên ngoài. Không thể nào. Chu Bảo và Phùng Tri Diễn được cách ly ra để thẩm vấn riêng biệt, nhưng lời khai của chúng lại giống nhau. Hắn thường hay mượn cớ làm ăn để ra ngoài trăng qua, cũng hơn 40 lần rồi. Lần đi gần đây nhất chính là chuyện xảy ra 5 ngày trước. Chính lúc đó Trẫm vẫn còn đang trên giường. Bọn chúng đều nói bậy. Đặc biệt tên Chu Bảo, chúng không thể nói những lời như vậy được. Nữ nhi trước giờ kêu Chu Bảo giám sát hành động cử chỉ của phò mã mà. Chu Bảo cuối cùng là con người ra sao Trẫm cũng chưa gặp qua, nhưng mà có thể khẳng định một chuyện này: Chu Bảo với Âu Dương Luân đã thông đồng với nhau. Người bị che mắt chỉ có một mình con thôi. Phụ hoàng, tại sao lại nói con biết chuyện này? Trẫm muốn hỏi con, Chu Bảo với Phùng Tri Diễn, Âu Dương Luân hợp tác làm ăn với nhau, con có biết không? Chẳng không có dấu nữ nhi. Nữ nhi có biết bọn họ đang làm ăn buôn bán đồ gớm và giải dốc tơ lụa thôi. Là Trẫm muốn nói làm ăn bên ngoài. Nữ nhi biết là bọn họ ở Thiểm Tây có buôn bán ngọc thạch và cả mộc nhĩ gì đó. Tiền kiếm được cũng đều giao cho nữ nhi. Thật đáng ghét. Con gái, thứ bọn chúng đang buôn bán là trà mã, là thứ mà triều đình đã nghiêm cấm không được buôn bán. Không phải. Chu Bảo và Phùng Tri Diễn đều khai nhận tất cả rồi. Phụ hoàng, tất cả chuyện này đều phải điều tra rõ ràng mới được. Đã điều tra rõ ràng rồi, chỉ còn đợi Âu Dương Luân nhận tội. Nhận tội? Phải con gái, Trẫm đã hạ chỉ giao Âu Dương Luân cho đại lý tự thẩm vấn rõ rồi. Là lúc nào vậy? Mới lúc nãy thôi. Con, người đâu? Đi vào đi. Là các người ngầm tố cáo bổn cung với bệ hạ sao? Tội phạm Âu Dương Luân, quỳ xuống. Bổn cung mệnh quan triều đình chính tam phẩm, sao phải quỳ trước mặt các ngươi? To gan! Bọn ta phụng chỉ của thánh thượng thẩm vấn tội trạng của ngươi, còn không chịu công khai tất cả sự thật. Trời ơi, về công thì bổn cung là trạng nguyên đương triều, phò mã đô quý. Về tư, ta đây là hiền tế của đương kim bệ hạ lão nhân gia. Hả? Dưới dòm trời này, ngoài phụ hoàng ta ra, ai có quyền lực đem ta ra để thẩm vấn
lập tức thả ta về ngay, để ta đi gặp phụ hoàng của ta. Âu Dương Luân, ngươi phải hiểu điều này. Bây giờ là tam đường hội thẩm, nếu như bọn ta không có thánh chỉ của hoàng thượng, sẽ không bắt ngươi tới chỗ này. Ngươi đã tới đây rồi thì đừng mong có được cơ may nào nữa. Kháng chỉ bất tuân có thể lập tức đem ra xử tội chết. Các ngươi dám đối xử với phò mã đương triều như vậy hả? Trong mắt các ngươi không còn hoàng đế hay sao? Trong mắt các ngươi còn có công chúa nữa hay không vậy hả? Bổn quan biết rõ ngươi đang nghĩ cái gì. Chắc chắn ngươi đang nghĩ công chúa sẽ tới cứu ngươi. Con gái. Phụ quan, nghỉ ngơi cho khỏe đi. Có chuyện gì ngày mai chúng ta hãy nói tiếp. Không, phụ quan lúc nãy người nói đã giao Âu Dương Lân cho đại lý tự. Bây giờ con đi tìm chàng. Con phải bình tĩnh. Con bình tĩnh lại đi. Phụ quan nói cho con nghe. Thật ra Trẫm đã biết tất cả chuyện này từ lâu rồi, nhưng do dự không nói cho con biết. Đó là vì phụ hoàng cũng không dễ dàng đưa ra quyết định này. Một con người thật thà như vậy, nói sao con cũng không ngờ được. Thật ra từ lâu Trẫm đã lo lắng. Loại người bán mạng đi thi để lấy công danh như hắn thông thường sẽ không dễ gì an phận làm phò mã. Trẫm thật sự cũng có chút hối hận. Phò mã của Trẫm lẽ ra chỉ là một người bình thường thôi, ít nhất hắn có thể cho con gái ta có một cuộc sống bình thường. Nữ nhi, nữ nhi chỉ yêu mình chàng. Con còn yêu hắn được sao? Trẫm đã tin cho con hết rồi. Phò mã này không giữ được nữa. Đổi người khác. Đổi người khác. Đổi người khác. Chỉ cần con đồng ý. Con vẫn còn trẻ, vẫn chưa có con, vẫn còn kịp. Con đồng ý, Trẫm lập tức kêu lễ bộ dốc hết toàn lực tìm kiếm khắp nơi trong nước. Trẫm sẽ khiến cho con vừa ý. Phụ hoàng, người đã xử chàng thế nào? Không phải Trẫm muốn xử trí hắn thế nào, mà là hắn đã làm trái pháp luật Đại Minh, chỉ có thể bị pháp luật trừng trị thôi. Con sẽ đi tìm chàng. Người khai hay là không khai? Khai. Khai hết rồi. Khai hết rồi. Tất cả đều khớp với lời khai của tên Phùng Tri Diễn và tên Chu Bảo. Tổ quan, con An Khánh cô cô tới thăm Âu Dương Luân rồi. Trẫm thật không ngờ nó lại lưu luyến hắn đến như vậy. Cô cô không biết Âu Dương Luân phạm phải tội chết sao? Trẫm vẫn chưa nói ra được. Ừ.
công chúa điện hạ hả? Mời. Âu Dương Luân, công chúa điện hạ đến thăm ngươi kìa. Phò mã, chẳng sao rồi. Chàng mau nói thiếp biết bọn họ đã làm gì chàng rồi. Điện hạ, tôi có lỗi với người. Tôi từng sau lưng điện hạ làm những chuyện trêu hoa ghẹo liễu. Tiếp đi. Tiếp đi. Tại sao vậy? Tại sao chàng lại làm như vậy chứ? Chu Bảo, Phùng Tri Diễn, bọn chúng dụ dỗ tôi. Tên Phùng Tri Diễn dẫn tôi đến kỷ viện, tôi không thoát được. Như vậy chàng cũng không nên. Như vậy chàng cũng không nên mà. Phải, tôi đáng chết. Tôi là một trạng nguyên đương triệu mà. Tôi có tài nhưng không dùng được. Tôi bực tức. Tên Chu Bảo, Phùng Tri Diễn đã cố tình sắp đặt cái bẫy. Bọn chúng dụ dỗ tôi, chỉ muốn nắm điểm yếu của tôi để tôi không dễ dàng bán đứng chúng. Tên Chu Bảo nè, ta đúng là bị mù rồi. Bị mù rồi. Điện hạ, chuyện làm ăn của chúng tôi người đã biết hết rồi. Chàng, tại sao chàng lại, tại sao chàng lại giấu giếm ta làm chuyện vi pháp như vậy chứ? Nỗi khổ tâm của tôi đã làm liên lụy điện hạ. Bây giờ tốt rồi, tôi đã gánh lấy mọi tội danh. Điện hạ, người trong sạch rồi. Nếu như ta biết được, ta sẽ không cho chàng làm những chuyện như vậy đâu. Chàng có biết không? Cũng chính bởi vì như vậy, tôi mới không thể để điện hạ biết. Còn nhớ điện hạ đã từng nói, mấy công chúa đó, họ đều được ăn ngon hơn, mặc đẹp hơn. Tôi phải kiếm cho thật nhiều tiền đem về phủ cho điện hạ dùng. Chàng đứng lên đi. Đứng lên đi. Điện hạ, điện hạ, người cứu tôi đi. Người không cứu cái mạng của tôi, tôi không còn nghĩ được gì nữa. Tại sao ta phải cứu mạng chàng? Điện hạ thật sự không biết sao?
Bệ hạ người đã hạ lệnh và buôn bán trà gửa đồng loạt xử tử. Đi hả? Người đâu? Bệ hạ, có nghiêm trọng không? Công chúa không bị gì hết, chỉ là cơ thể quá suy nhược. Chúc mừng bệ hạ, điện hạ có tin vui rồi. Đúng là như vậy. Bây giờ đang là người mang thai, con càng phải nghỉ ngơi nhiều hơn. Phụ hoàng phải trở về trước đây. Phụ hoàng, người bỏ đi như vậy sao? Con còn muốn nói gì à? Nữ nhi đang muốn khẩn xin phụ hoàng, ba nữ nhi và phò mã được cùng chết chung. Tại sao con nói vậy? Nữ nhi không muốn con mình vừa mới chào đời đã chịu điều sỉ nhục. Khi mà trẫm xử tử điệt tử Chu Hoàng, trẫm không hề có cảm giác khó xử như vậy. Tổ hoàng, lần này không như vậy. Cho dù phò mã có thể đổi, nhưng phụ thân thân sinh của đứa trẻ thì không thể đổi được. Huống chi lần này cô có thể mang thai không phải là chuyện dễ dàng. Vậy con cảm thấy nên làm sao đây? Thời gian ăn khánh của cô mang thai không được để người đau buồn. Muốn tốt cho hai mẹ con họ, hay là cho Âu Dương Luân trở về đi. Là con nói thả hắn trở về? Tổ hoàng, tôn thần cho rằng tội trạng thì vẫn phải truy cứu, nhưng có thể lập công chuộc tội, từ tam phẩm giáng xuất lục phẩm, hoặc là thấp hơn. Như vậy có thể khiến quan viên trên dưới đều không nghi kỵ gì. Tội hắn phạm phải là tội tử. Tổ hoàng, tội thì vẫn phải truy cứu, nhưng mà cũng vẫn phải giữ cái mạng hắn lại mới được. Nếu không, sau khi đứa trẻ sinh ra, ăn khánh cô không chỉ không thể tái giá, mà đứa trẻ cũng trở thành đứa bé không cha. Như vậy sau này làm sao ngẩng cao đầu được, làm sao làm người được đây? Vậy tạm thời cứ thả hắn về đi. Thả về, đợi ngày tuyên án. Chuyện lần này mới nhờ có điện hả? Âu Dương Luân chết không đáng tiếc. Chỉ lo sức khỏe của người.
Chàng hãy trở về, thay đổi y phục đi.